Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Shopzoomin. Hiện tại bên em đang lên một cấu hình combo điện mặt trời hybrid tương đối cao cấp cho một khách hàng là anh Huy ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cấu hình này thì khách có đặt bên em là hai khối pin lưu trữ PowerX. Bản này là bản bảo hành 5 năm mọi người nhé. Nó chung phân khúc cao cấp với cả pin SVE. Nhưng mà giá thành thì nó thời điểm này đang tốt hơn SVE rất là nhiều. Thì khách hàng đã lựa chọn dòng PowerX này để đầu tư cho hệ thống điện mặt trời hybrid có lưu trữ của gia đình mình. Đây là một cái tủ full hybrid bên em đầu sẵn cho khách hàng. Một máy biến tần hybrid lock power bản 6kg. Ở đây khách hàng chọn là bản SNA 6kW có CT ngoài. Đây CT đã được trang bị thêm ở cái bản này. Còn bản 5kg đợt trước là CT trong mọi người nhé. Nó không có thêm cái CT ngoài này. Bản này thì đã được nâng cấp bảo hành lên tới 3 năm. Và phần cứng, phần mềm cũng đã được tối ưu nâng cấp để nó chạy được công suất là 6kW. Còn khi mà có lưới hỗ trợ vào ấy, có nghĩa là nó chạy không giới hạn công suất tải, chúng ta tải bao nhiêu cũng được. Máy nó tối đa được 6kg rồi thì lấy lưới vào bổ trợ vào, bù lưới. Nghĩa là ví dụ như tải 10kg mà máy khai thác tối đa 6kg thì nó sẽ bù lưới 4kg nhé. Còn như các dòng máy hybrid 5kg của SNA Lock Power ấy, thì nó chỉ tối đa được 8kg khi có lưới và backup đầu ra được 5kg. Còn riêng con này khi mà mất lưới thì nó có thể xả tối đa là 5kW. Và do nhu cầu lưu trữ ban đêm nhiều ấy, thì hệ thống này khách hàng đầu tư luôn hai pack PowerX này. PowerX thì một trong những dòng pin mà bên em đã chia sẻ rất là nhiều ở những video trước rồi. Thường thường thì khách hàng ban đầu chi phí đầu tư phần lưu trữ khá là cao nên là anh em chỉ đầu tư một khối, sau này có điều kiện thì nâng cấp bổ sung. Còn ở đây thì anh Huy là sử dụng buổi tối nhiều nên là đầu tư luôn hai khối pin như vậy để lưu được 10kWh. Mỗi khối thì nó sẽ lưu 5kWh mọi người nhé. Pin 16S 100mAh. Khi mà chúng ta kết nối song song hai khối thì trên máy nó cài giao tiếp sẽ nhận 200mAh nhé. Bây giờ em sẽ cài giao tiếp cho khách hàng. Bình thường một khối chúng ta cài như thế nào thì hai khối cũng cài như thế đó. Ở đây là cái rắc giao tiếp này, chân giao tiếp. Những cái này thì đều đi kèm theo pin cả. Em sẽ cài giao tiếp cho khách hàng này. Chọn 03 nhé. Chọn lithium ion này. Lion Enter chọn kiểu số 0. PowerX là chọn kiểu số 2 nhé. Số 0 là em nhầm với SVE rồi. Số 2 nhấn Enter. Rồi nó sẽ khởi động lại. Đây, đó, nó nhận này. 48% này. 200mAh này. 52,5V. Đó, điện áp hai khối nhé. Một khối thì nó sẽ đọc là 100mAh. Đây bây giờ đóng tải đầu ra. Tải đầu ra em đang cho test cả CT với cả là để kiểm tra cái wifi cho khách hàng trước khi gửi. Thì đang chạy với hai cây quạt này. Hai cây quạt đang lấy tải đầu ra. Bình thường đối với hai khối pin này ấy, thì khách hàng đầu tư từ 10 đến 15 tấm pin mặt trời. 10 đến 15 tấm pin năng lượng mặt trời. 475W là phù hợp. Còn ở đây khách hàng là anh Huy thì anh ấy đầu tư là 14 tấm. Đây, 14 tấm thì chúng ta có thể chia ra hai cổng vào. Mỗi cổng là 7 tấm nhé, nối tiếp với nhau là được. Đây những cái tấm Zinco 475W. Ngoài ra anh em có thể chọn pin Gisen 550 cũng được. Đây, combo của khách hàng. Bộ này thì sẽ hỗ trợ giảm thiểu khoảng tầm 2 triệu đến 2 triệu rưỡi tiền điện hàng tháng, giúp anh em đầu tư năng lượng mặt trời rất là hiệu quả. Đặc biệt là máy Hybrid Lock Power bản phổ thông này nhưng mà đã được nâng cấp chạy với CT ngoài rồi. Những anh em nào mà cân đối tải mà không bao giờ vượt quá 5kg ấy, thì có thể đầu tư con SNA 5kg chạy CT trong cũng được. Thì giá thành nó sẽ giảm hơn so với con SNA 6kg chạy CT ngoài này. Do khách hàng là tải lớn nên là đầu tư luôn con SNA 6kg chạy CT ngoài để nó không bị giới hạn công suất khi có lưới. Em tắt cái quạt cho đỡ ồn một chút nhé. Mình tắt quạt thì trên cái này nó sẽ báo công suất tải về bằng 0. Lúc nãy chúng ta xem là hơn 100W. Đây, 0%, không có tải đầu ra nữa. UPS Enable 236V và 50Hz. Em cấp cả điện lưới vào để test CT này. Điện lưới vào đây 234V và 50Hz này. Đây là bên này báo pin lưu trữ. Giả sử chúng ta kết nối pin mặt trời hai dàn thì nó sẽ báo ở đây. Một cái tủ full hybrid này. Tủ này thì em đã hướng dẫn rất là nhiều ở những video trước rồi. Chia sẻ mọi người cái phần đấu nối cũng như là vận hành. Có ATS này, AC in, AC out, chống xét AC. Bên dưới thì chuyên biệt cho phần DC có battery, DC1, DC2 và hai chống xét.
hai khối pin lưu trữ lưu 10 kWh. Những hệ thống nào mà chúng ta cân đối cái phần đầu tư ban đầu thấp ấy, thì có thể chọn một khối pin thôi, hoặc là chưa đầu tư được pin lưu trữ thì cho chạy ở chế độ hòa lưới bám tải. Hiện tại thì chế độ hybrid là một trong những chế độ đầy đủ nhất của hệ thống điện năng lượng mặt trời hiện nay. Nghĩa là ban ngày khi mà năng lượng mặt trời tạo ra sẽ cấp cho các phụ tải hoạt động, dư thì sẽ sang cho bình lưu trữ. Buổi tối thì chúng ta sẽ xả từ bình lưu trữ ra để sử dụng. Khi nào mà thiếu thì nó mới lên điện lưới nó bù vào. Còn giả sử như hệ thống chúng ta tính toán tải bây giờ không bán được với điện lực ấy, thì có thể cài chế độ bám tải nhé. Những dòng hybrid hiện tại thì đều chạy được chế độ hòa lưới bám tải, có nghĩa là không đẩy lên lưới. Năng lượng dư thừa chúng ta sẽ sạc vào bình ắc quy, giả sử không có ắc quy để sạc nữa thì nó sẽ triệt tiêu đi, không bị đẩy lên lưới, để tránh cái việc mà bây giờ không bán được mà đẩy lên lưới thì nó lại bị tính thêm tiền ấy. Nên là chúng ta sử dụng những dòng hybrid lock power rất là hiệu quả. Lock power thì hiện tại đang có 4 bản, SNA 5 kg này, SNA 6 kg, rồi LXP 6 kg là bản cao cấp, rồi LXP 10 kg nữa. Anh em có thể cân đối để đầu tư tùy từng hệ thống, từng nhu cầu sử dụng của chúng ta. Ví dụ một tháng nhắn cho bên em là bao nhiêu tiền điện này, rồi nhu cầu sử dụng ban ngày nhiều hơn hay là ban đêm nhiều hơn, và chúng ta sẽ cân đối. Như máy này là máy lock power 10 kg này, thì những hệ thống nào sử dụng tháng khoảng tầm 5 đến 6 triệu tiền điện thì chúng ta đầu tư con máy lock power 10 kg lớn này. Còn bên này có những bản SNA 5 kg, SNA 6 kg. PowerX thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở trên kênh rồi, thì hôm nay mới có một khách hàng là sử dụng hai khối như thế này song song lại với nhau, thì nâng dung lượng lên 10 kW. Thì em chia sẻ với mọi người, khi mà có nhiều khối thì chúng ta cứ mắc lên nữa thôi. 3 khối thì chúng ta cứ mắc âm của khối này qua âm của khối kia, dương của khối này qua dương khối kia thôi, rồi cắm các giao tiếp giữa các khối với nhau. Phần này thì em đều chia sẻ hướng dẫn với mọi người. Khi mà mọi người đấu nối ấy, thì có thể gọi video cho kỹ thuật bên em sẽ hướng dẫn mọi người thao tác các phần này, nó cực kỳ đơn giản thôi, chúng ta có thể mua về tự lắp. Rồi, video này em xin tạm dừng tại đây nhé. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.